nhé. Hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho các bác cái lô máy cưa xích này, cắt cỏ Nhật bãi nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Lô này em lên sẽ lô chữ T nhé các bác nhé. Chữ T sẽ gồm có máy Makita nòng đứng này, tay cụt Tanaka, tay dài Hitachi nòng đứng VIP này. Đấy, con Zubi này và Hupana nhé. Hàng cắt cỏ sẽ gồm có con Hitachi này, con Zubi rất là đẹp nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Các bác là xem clip nhé thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Rồi, cái sản phẩm các bác mua cưa xích thì cùng có rũa tuyết và tô vít. Mua máy cắt cỏ sẽ gồm có lưỡi dao, lưỡi cước, đồ vặn, dây đeo, chắn cỏ đủ hết cho các bác nhé. Các bác yên tâm sẽ gửi đủ đồ theo kèm cho các bác. Lô này sẽ lô chữ T các bác nhé. Thì đầu tiên con T1 ngày hôm nay, T1 ngày hôm nay em có một con máy đến từ thương hiệu của Makita, một con các bác mà có thể khai thác tầm trung hoặc các bác các gia đình rất là ngon. Con này là máy nòng đứng nhá. Máy thì được trang bị công suất là 35cc, nòng 38 ly nhá. Con này hạ cây đứng các kiểu này rất là ngon nhá. Có xả áp này, cho các bác độ bền của máy sẽ cao hơn. Đấy, lam của nó là trang bị lam mặt cắt của nó là 35 nhá, lam 40 xích trùng 91, trọng lượng máy là 5kg. Trọng lượng cái con này thì chạy rất cực kỳ loại xăng, vòng tua lớn nhá. Và đặc biệt thì rất là nhiều phụ tùng cho bác nhá. Rất là nhiều phụ tùng cho bác nhá. Rồi ok, con này giá 1,8 triệu, bao phí ship cho các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác cắt hạ cây đứng vành 150 thoải mái luôn nhá, cực kỳ ngon luôn. Vòng tua nó rất là mạnh, vào tải rất là ngọt. Bơm xăng phụ kia có hết nhá. Rồi test nổ T1 cho các bác này. Rất êm luôn. Chỉ 1,8 triệu bao ship thôi. Dòng này thì bao phụ tùng cho bác luôn, nó cực kỳ sẵn đồ, rất là rẻ. Ok nhá. T2 ngày hôm nay thì em có con cưa tay cụt VIP này. Đấy, con cưa tay cụt nha. Con này đến từ thương hiệu của Tanaka, một cái dòng mà các bác đi cắt leo trèo tỉa canh đấy, hoặc các bác cắt củi gia đình quá ok luôn. Các bác nào mình có tuổi rồi hay là đơn giản các bác muốn mua con máy tay cụt cắt mini, cắt xung quanh vườn nhà cho nó lợi xăng, cho nó dễ dàng di chuyển, thì các bác có thể tham khảo con này này. Con này trọng lượng máy là 4kg nhá, chủ giật là trợ lực này, bơm xăng phụ có nhá. Được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40 mặt cắt còn 35 xích mini. Đó, trọng lượng máy là đi 4kg thôi. Dòng này thì chạy bao các bác là độ lợi xăng rất là cao. Rồi, test nổ T2. T2 giá 2 triệu nhá, bao phí ship này. Máy rất là đẹp luôn này. Con này giá 2 triệu bao phí ship. Còn tay cụt rất là VIP, được trang bị công suất là 33cc luôn, rất là mạnh. Rồi tiếp theo T3. T3 ngày hôm nay thì em có con cưa Hitachi, máy cắt hệ cắt gia đình, một cái hệ cắt gia đình nhưng mà là thuộc cái hệ VIP, được trang bị là sao lại VIP tay dài nhưng là được làm trang bị là máy nòng đứng luôn các bác nhá. Con này thì đời này hai ốc lam luôn, rất là chắc chắn. Máy được trang bị lam mặt cắt là 35. Đấy, lam 40 xích trùng 91, trọng lượng máy là đi 5kg. Máy thì có, đặc biệt thì có thêm cả trợ lực lớn này, đặc biệt cho các bác nào mà mình thích giật máy nhẹ nhàng hay các bác có tuổi nhá, thì sẽ giúp cho máy giật rất là nhẹ nổ và giật rất là nhẹ. Bơm xăng phụ chưa có hết nhá, con này thì chạy rất lợi xăng. Đấy, máy phun chức năng thắng khi thắng sẽ có hết cho các bác luôn. Đây, đây mặt trước này, bô bọng rất là đẹp nhá. Rồi, con này giá 2,1 triệu, 33cc, nòng 37 ly. Cái trợ lực này thì các bác hoàn toàn có thể vận hành máy rất là dễ dàng. Con này giá 2,1 triệu, bao phí ship T3. Rồi tiếp theo T4. T4 ngày hôm nay thì em cũng có con máy Zubi. Con này thì máy sẽ được trang bị công suất mạnh hơn nhé, 38cc, nòng 40 ly, giảm giật bằng lò xo. Con này thì chạy rất ngon luôn, chụp giật cũng là trợ lực lớn cho các bác nhé. Lam mặt cắt là 35, lam 40 xích trung 91. Đó, trọng lượng máy 5kg, thắng xích có full hết chức năng. Và đặc biệt thì động cơ con này là do Hupana sản xuất nhé, hàng Thụy Điển sản xuất các bác nhé, rất là chất lượng luôn. Đó, con này thì các bác đi khai thác tập trung, cắt hạ cây nòng, cạ cây đứng rất là ngon nhé.
Đấy, hàng Hu nó sản xuất thì quá chất lượng luôn. Như con này thì giá của nó là 2,2 triệu bao ship nhá. Còn T4 này. Rồi test nổ T4 cho các bác luôn. Con này quên không châm xăng rồi. Quên không châm xăng nhá. Nói chung là máy móc yên chí luôn đây, hết sạch xăng các bác này. Đấy. Quên mới không châm xăng. Máy móc rất ngon luôn, hàng là Hupana sản xuất, có quyền rất lớn luôn. Rồi, con này thì bán cho các bác giá hạt rẻ thôi. 2,2 triệu bao ship rồi nhá, 38cc dòng 40 ly luôn. Quá ngon luôn các bác. Tiếp theo số 5. Số 5 em có con Hupana này. Đây các bác là thích hàng Hupana mà cắt khai thác tầm trung. Đấy thì có thể tham khảo nhé, con này Hu 137 này. Hu 137 nhá. Máy ở trong hiệu suất là 37cc. À, nòng 40 ly, chụp giật trợ lực lớn này. Đấy, hàng Hu nhá. Đây, làm xích zin này. Hupana nhá. Con này trọng lượng máy là đi là cả làm xích rơi tầm 5,5 kg, 5,5 kg nhá. Đấy các bác cắt theo tầm trung, các bác cắt đeo trèo tiểu cành. Mà các bác quen dùng hàng Hu rồi thì các bác có thể tham khảo nhé. Hàng Hu này thì sẽ đem lại các bác mà cái trải nghiệm như các bác dùng rồi nhé. Rất là bền, rất là tua, rất là lớn bền, và đặc biệt rất lợi xăng luôn. Đây là Hupana 137 các bác này. Máy thì kẹp keng luôn nhá. Đây, máy móc kẹp keng luôn. Rồi con này bán anh em giá 2,8 triệu nhá, bao phí ship nhá, T5. Hàng Hu thì giá sẽ cao hơn chút xíu. Đó. Rồi test nổ này. Rất êm luôn các bác ạ. Ok, con này giá 2,8 triệu bao phí ship, còn là chất lượng luôn. Tiếp theo nhá, T6. T6 và T7 thì có hai con tắt cỏ này. Con T6 đầu tiên thì em có con Hitachi nhá. Con này thì rất là đẹp. Mã của nó FCG23E. 23cc đồng 32 ly. Đặc biệt thì có cái chụp giật là trợ lực lớn này, sẽ rất là thích hợp cho các bác nào có tuổi nhá, hay là các bác nào mà là cánh phụ nữ muốn xài con máy mà có trợ lực giật cho nó dễ nổ. Đấy. Con này thì rất là chắc chắn nhá. Tùm trước của tùm nhôm này. Đấy, tùm trước nhôm nhá. Này thì máy móc đẹp keng này. Giá hạt rẻ luôn. Giá T6 là 1.400.000, bao ship đủ đồ cho bác nhá. Đấy. 23cc nòng 32 ly. Con này hàng này cắt thì bao bền luôn, các bác đi phát đôi phát lương thoải mái luôn, rất khỏe. Rồi, test nổ con T6 nhá, giá 1,4 triệu bao ship. Rất là nghe tiếng nổ rất là êm nhá. Nghe tiếng gầm kỳ quá sướng luôn, đặc biệt thì cái hàng này là một trong những hàng rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Nó là phiên bản Eco cho nên là cực kỳ lợi xăng. Rồi tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay em có con ZUB rất là đẹp nhá. Con này thì thích hợp cho các bác nào muốn mua con cắt mà khỏe hơn. Đấy, con này mã của nó EKK2620. Con này thì đẹp trên 90% cho các bác nhá. Đấy, hàng này là động cơ của Hupana sản xuất nhá. Tất cả những cái logo ở trong nó bô hay là trong lốc máy nhá thì đều là do Hupana dập nhá các bác nhá. Đấy, hàng Hu quá chất lượng. Các nhìn cái bình xăng này, trắng tươi. Quá đẹp luôn. 26cc nòng 34 ly. Đây, nó còn nguyên cả cái cùm quật cước ở bên Nhật về nhé. Đấy. Máy rất đẹp luôn. Con này đời này thì xài bao các bác vào tải cực kỳ mạnh nhé. Chụp giật thì được, trang bị chụp giật là trợ lực lớn luôn này. Cho các bác giật rất là nhẹ nha. Rồi em test nổ con T7 con cuối cùng ngày hôm nay nhé. Một con ZUB Hupana sản xuất. Cái này giá 1,700.000 bao test nổ cho các bác nhé. Rất êm luôn. Nghe tiếng găng ti nó rất là êm ái luôn nhá. Quá ok luôn. Quá ngon luôn các bác nhá. Đời tiếng găng ti êm như chó thở nhá. Hơi háng con này thì bao các bác bên trong thì nó 95% luôn, cho nên là nó chạy cực kỳ là êm. Đấy. Rồi ok, con này giá chỉ 1,700.000 cho phiên bản 26C34 ly. Cắt thì phải nói là nếu mà so máy tàu thì nó ăn đứt luôn. Rồi ok, thì em cũng xin phép kết thúc cái clip tại đây.
Anh em nào có tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng như là 0976 2370. Chào tất cả mọi người.